Nhưng còn bán xong số căn gì? Ít rồi thôi à? Ừ, bán ít rồi. Cho thuê không? Cho thuê giờ còn có bao nhiêu căn? Hôm nay như mấy chục căn cho thuê, chủ yếu cho thuê đâu có ai ở mấy không rồi. Ừ, còn mấy chục căn cơ. Okay. Ừ. Coi ở bên đang làm ở bên công ty mình đang làm bên chỗ một tất tố đẹp lắm. Yeah. Đúng là VIP, cái căn hộ City Garden đã 5-9 cầu Tất Tố, đẹp, tuyệt vời. Nhưng mà nó cao 2.000. Cái tòa nhà tròn gì? Đẹp lắm, 2.000 đến 2.200 mét mà đúng là đẹp, tuyệt vời. Không chê được luôn. À, bán cho thuê này. Bán cho thuê luôn, vừa bán cho thuê mà. Thuê bao nhiêu? Cho thuê thì nếu mà một phòng ngủ thì 950 đô đến 1.000. Một phòng ngủ nha, đắt nha. Bình Thạnh nó đắt cái gì? Hả? Bình Thạnh nó đắt cái gì? Nhưng mà nó ngay một nhất, ngay cái chỗ mà cầu Thị Nghè ngay, nhưng mà cũng thuộc Bình Thạnh thì biết rồi, nhưng mà nó thiết kế đẹp lắm. Nó thất nó đẹp không? Nó thất thì khỏi chê đẹp. Bên này đúng là đi thì cùng một nó thất sống như cái gì do không, với lại thực ra cái bên đấy biết phí quản lý bao nhiêu? Như phí quản lý 19.800 đồng một mét. Kinh nghiệm xe hơi là 2.500, xe máy 2.500, làm sao mà nó không cao cấp được. Mấy kê đây là 8. Thì thế, bên đấy là dành cho VIP ở đấy. Nên mà hắn vậy hắn mới thuê, hiểu không? Hắn nói xạo để hắn thuê chứ mà hắn biết cái mặt nó là biết mình đổ. Ừ. Mình làm ở đây là mình không biết cái gì thế. Nói chuyện nghe sắc ốc không? Ông nó làm việc nhiều người lắm. Đúng rồi. Công ty Thành trừ Thành ra hàng mấy người kia là ông làm việc hết. Hắn này hắn đi coi nhiều lắm. Ừ. Hắn đi coi stress này, coi tùm lum tiền này. Bữa nghe đâu trên bên đồng nghiệp của Thần nói lên nói chuyện với chủ nhà sau sao sánh chửi nhau. Nghe chưa? Nói tới giọng kiểu gì cái điều đó kiểu không chửi.